khách hàng tiềm năng nói gì về Ford Tourneo. Ford Việt Nam đã có một quyết định khá táo bạo là lấn sân vào phân khúc MPV trung cấp bằng việc lắp ráp và giới thiệu chiếc Tourneo. Động thái này được cho là nằm trong chiến lược chuyển hóa các sản phẩm của hãng với việc dừng xe cỡ nhỏ đô thị, sedan để tập trung vào phân khúc SUV, MPV hay xe thương mại vốn là thế mạnh. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thị hiếu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cứ nhìn biểu đồ tăng trưởng của mẫu xe Everest hay con số tiêu thụ xe Ranger là biết người tiêu dùng Việt đang chuyển dần sang mua xe cỡ trung và lớn để phục vụ nhu cầu đa dụng. Tourneo nhắm vào phân khúc khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch cao cấp, các khách sạn hạng sang đưa đón khách, công ty hay gia đình lớn có nhu cầu một chiếc xe tiện nghi, rộng rãi và êm ái. Việc được lắp ráp tại Việt Nam nên Ford đã đưa ra mức giá rất cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường khi chỉ 999 triệu đồng cho phiên bản Zen và 1,069 tỷ đồng cho bản cao cấp nhất Titanium. Những chiếc Tourneo đầu tiên đã tới tay người tiêu dùng vào trung tuần tháng 10 năm 2019. Nhưng trước đó, nhiều người đã được trải nghiệm hay thậm chí một hãng xe độ đã hoàn thiện bản đồ nâng cấp thử nghiệm cho mẫu Tourneo phiên bản được các doanh nghiệp vận tải cao cấp ưa chuộng. Ông Brad Burton, tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng 5 sao Angsana Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, là một trong những người đã trải nghiệm mẫu Tourneo, đồng thời cũng là khách hàng tiềm năng của mẫu xe này, chia sẻ nhiều quan điểm thú vị. Đầu tiên, ông đặt ra các tiêu chuẩn cho chiếc xe mà resort 5 sao này đang cần là phải an toàn, thân thiện, êm ái, khoang chứa đồ phải rộng vì khách đến chỗ ông thường mang theo những vali rất to và các bộ đồ đánh gôn cồng kềnh. Ford Tourneo đã mang lại cho tôi trải nghiệm tuyệt vời với nội thất tiện nghi, xe cách âm tốt, điểm nhấn là ánh sáng tự nhiên đến từ cửa sổ trời và tựa thay thoải mái. Du khách đến resort của tôi thường từ sân bay Đà Nẵng hay Huế sẽ thích những điều này. Phát huy những điểm mạnh và sự thực dụng của mẫu xe thương mại đã làm mưa làm gió trên thị trường nhiều năm, Ford Tourneo sở hữu không gian nội thất rộng rãi với 7 vị trí ngồi. Chiều cao trần xe lớn rất thích hợp với những ai có kích thước hơi ngoại cỡ, đặc biệt là các du khách đến từ châu Âu hay Mỹ. Chính vì thế, những ông chủ như ông Brad Burton rất quan tâm đến vấn đề này. Sự thoải mái và yên tĩnh được đặt lên hàng đầu cho những khách hàng cao cấp. Có được điều này là nhờ vào nhiều yếu tố cấu thành nên một chiếc xe, nhưng hệ thống treo khí nén điện tử là một điểm khác biệt lớn nhất của Tourneo so với các đối thủ. Tự động điều chỉnh lượng khí thích ứng với tải trọng xe, hệ thống treo của Ford Tourneo hấp thụ các rung động từ mặt đường tạo sự êm dịu tối đa cho những người trên xe, đồng thời tăng độ ổn định khi xe chạy tốc độ cao, giữ xe êm ái mọi hành trình. Ông Brad Burton cũng cho biết kế hoạch mua sắm những chiếc Tourneo để thêm vào đội xe hiện có của resort vì những tiện ích mà nó mang lại. Trong một câu chuyện khác, ông Huỳnh Trần Phi Long, tổng giám đốc của Auto Kingdom, đơn vị chuyên nâng cấp các dòng xe nguyên bản trở nên cao cấp hơn nhờ việc thay đổi nội thất của xe, đã chia sẻ về việc độ chiếc Tourneo đầu tiên tại Việt Nam. Tourneo độ nội thất đã có rất nhiều trên thế giới, ngay cạnh như Thái Lan thì nhiều gia đình muốn trang bị cao cấp hơn như ghế điện có massage, thông gió, âm thanh, nên mình nghĩ sẽ rất tiềm năng tại thị trường nước ta. Khi được hỏi lý do vì sao Auto Kingdom lại chọn Tourneo để làm bản độ, ông Long chia sẻ thêm: thứ nhất là xe này chỉ cần bằng B2 nên rất nhiều người lái được mà không như trên Jeep. Thứ hai là không gian bên trong xe rộng với độ cao ghế chuẩn châu Âu nên phù hợp với cả người to lớn. Thứ ba là dàn gầm tốt, máy khỏe và hệ treo hơi khí nén nên rất êm ái tiện nghi. Khi nói về nhóm khách hàng tiềm năng của những chiếc xe đã được độ nội thất theo cá nhân hóa của chủ nhân, thì ông Long cho biết có thể đó là những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, hay giám đốc doanh nghiệp muốn một chiếc xe tiện nghi để nghỉ ngơi sau ca diễn, hay di chuyển đường dài. Một ý kiến khác đến từ anh Hồ Quang Thái, tài xế trong chuyến trải nghiệm chặng đường Huế Đà Nẵng Hội An của chúng tôi khi cầm lái suốt 3 ngày liên tiếp. Xe chạy bốc đo anh, êm ái, ga số ngọt, tầm nhìn phía trước rất thoáng, ngồi lái cao thoải mái, hành khách ngồi cũng rộng, khoang hành lý mênh mông, nhưng giá như mà mở cửa xe bằng điện thì tụi em đỡ phải chạy xuống mỗi lần dừng xe cho khách.